Đây đảo Tóc Tan nha cô chú anh chị, khu vực đảo Tóc Tan tại khu vực Hòn Sen. Cảm ơn cô chú anh chị xuống đại dương bắt hải sản tại khu vực Đường Xe. Cái tên mấy anh em vừa mới nhảy xuống một con cái múa én đầu tiên. Những clip này mấy anh em quay dùm cho Gẫm tại khu vực Đường Xe sẽ quay nhiều tăng về một clip, mà cô chú chị xem thông cảm cho. Một con cái múa vàng, cái này anh em không có bắt sống, phải xiên cho nó tốt. Đây số anh em sẽ nhắm cái đầu để xiên. Wow, con này khá là mạnh luôn. Tưởng chừng nó yếu nhưng chưa có trúng cái điểm yếu của nó. Wow, nó mạnh kinh khủng luôn cô chú anh chị. Những con cái mũi to này thì khỏi phải nói rồi. Được một con này cũng kiếm vài bè trăm nghìn. Tượng ướp đé như thế này sẽ bán tầm khoảng 120.000 một ký, có khi đến 140.000. Con này to lắm, to hơn một chõn, chiều ngang của nó thì hơn một chõn luôn mọi người. Anh em quay thì sẽ quay những hải sản rất là to về được tiền. Thêm còn cái mũ én nữa nè. Mấy clip trước thì mấy anh em xiên cái mũ rất là nhiều. Có lẽ những đêm này thì anh em cũng quay lại khu vực này để xiên ké. Wow, chỗ này hai con ké, một con cái mú này. Cái mú này nó rất là đòn ánh đèn, nếu mà sơ hở thì nó gọc để nó chạy đi xe. Lại là một con cái mú vàng. Wow, con này đang có chạy đi nè, nhưng vừa kịp xiên trúng. Có lẽ xảy rồi cô chú anh chị, đang có sửa bắt nó này. Đại phía xe đèn của mấy anh em đang có bèo lại, hy vọng mấy anh em sẽ xuyên được con này nha. Rồi chính xác rồi mọi người, phải làm cho nó yếu. Cái mú này nếu mà bị rách cái bụng hoặc là rách cho mình thì sẽ mua là hai, tầm khoảng 70-80.000 một ký. Xuyên tốt và cái đầu như thế này thì mới được giá. Lại là cái mú này. Khu vực này thì anh em trúng điểm cái mú rồi, vừa mới nhảy xuống. Wow, xiên sảy rồi. Nhưng vẫn còn thấy nè mọi người. Mạnh cực kỳ luôn. Những con cái mú thì khỏi phải nói rồi mọi người, nó mạnh kinh khủng. Xiên mà không đè được, gọi là xiên không trúng cái điểm yếu thì nó dậy như thế này đây. Giờ đang làm cho nó yếu. Khu vực này nếu mà gặp cái mú toàn là những con cái mú to, xiên rất là đẻ tay luôn. Phía xe có một con cái thèn. Cái thèn còn gọi là cái thèn vì mỗi tiếng địa phương chỉ gọi khác nhau. Ở khu vực quê của Gẫm thì kêu là cái thèn. Cái này có rất là nhiều loại luôn. Một con cái mú này núp trong cục đá như thế này. Con này xiên chưa trúng cái điểm yếu. Đang làm cho nó yếu nè mọi người. Anh em nặng biển quen sẽ biết cách làm cho nó yếu cho nhanh. Không biết cách thì con cá này nó lâu yếu lắm. Một con cá mú én. Anh em lặn biển quen thì những con cá nào thì anh em cũng dễ phát hiện ra về biết tên. Vì lặn biển Trường Sa hoặc Hòn Đảo Phú Quý thì nó sẽ những con cá như thế thôi. Đêm nào thì anh em cũng săn bắt những con như thế, không có xe lẹ hơn.
em còn cái mũi én phía dưới, phải tìm cách nhắm trúng cái đầu của nó. Vì những con ké được tiền thì phải xiềng cho nó chính xác về tố con ké. Chứ xiềng con ké bị rách á thì coi như con ké này rất là dễ tiền. Con này thì chưa nhắm điểm yếu của nó nên chưa có dám xiềng, chờ nó chạy chậm lại mới xiềng này. Đây là phần một con hải sâm đang có kiếm cái phần hải sâm này. Đây hướng của nó này. Wow, một con hải sâm vú. Hải sâm này thì đắt nhất cái là hải sâm anh em sẽ bán ký. Có khu thì mua 1 triệu 1 ký, nhưng khu vực Cần Đảo Phú Quý của Gẫm á, quê của Gẫm thì khoảng 700-800 nghìn 1 ký. Hải sâm này rất là được tiền. Wow, con này rất là to luôn này, đang có trống xiềng này, khoảng hơn 30 nha, gần 2 trống của chú anh chị. Phía dưới này có một con ốc bu. Ốc bu thì khoảng 20 đến 35 nghìn một con, tùy theo size to hoặc nhỏ của chú anh chị. Một con cái mú vàng phía xe này. Dò từ xe là má em sẽ phát hiện ra. Đang có đi lại nhắm cái đầu của nó. Wow, còn cái này thì nó dãy kinh luôn. Vì khu vực này lặng á thì anh em gọi là con hồ. Hồ thì sẽ rất là nhiều bụi như thế này. Những con cái mú vàng này con hồ nó mới nhiều. Hồ có nghĩa là xung quanh á, nó sẽ bèo lại những cái gò. Tựa như cái lằn chảo và cô chú anh chị. Cái lằn chảo thì nó sẽ trũng xuống sâu thì anh em gọi là cái hồ. Một con cái mũ én này. Cái mũ én và cái mũ vàng từ từ như nhau, cũng là một con cái mũ nhưng mà nó khác nha. Có một con cái mối đẹp trai. Cái này nếu ăn đa số anh em sẽ ăn tá chanh, cũng rất là ngon. Một con bạch tuộc này. Wow, hình như nó đang bắt một con ốc để ăn. Đây một con ốc bàn tay nha. Bạch tuộc nó rất là mạnh luôn, phải làm cho nó yếu và đừng cho nó bám vào những cái gương, gọi là những cái sợi dây lặn. Nó bám vào thì nó níu rất là mạnh cô chú anh chị. Và một con hải sâm gai phía dưới này. Vừa xiên được con bạch tuộc thì phát hiện một con hải sâm gai phía dưới đang làm cho con bạch tuộc là nó yếu. Đây con hải sâm gai. Hải sâm gai thì 80 nghìn một con, tùy theo khu vực.
khu vực đường xe thì sẽ 80.000, còn gần đảo Phú Quý á, quê hương của má anh em gỏng á, thì có 60.000, có khi là 40.000. Vì vậy những con hải sâm thì nó giống như nhau á, tùy theo khu vực thôi cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị xem những clip thì biết á, khu vực đường xe hoặc là khu vực còn đảo Phú Quý á, thì nó sẽ dễ hơn. Một con cái mũ én này, thường những khu vực đường xe anh em đi xiên á, thì sẽ đi xiên một răng như thế này. Những con cái to thì anh em rất là dễ trúng cái nhược của nó, còn gọi là cái đêm nhược của nó. Còn hai răng thì khó nha cô chú anh chị. Dưới này là một con cái nọ nhím. Cái nọ nhím thì có chiến á, anh em sẽ bắt sống. Có chiến thì anh em không có bắt sống. Có lẽ con này mà anh em bắt sống này. Những con cái nọ thì trên 1 kg anh em mới bắt sống. Dưới 1 kg là anh em xiên lên để phơi khô. Con ốc bẹ nha. Ốc bẹ này cũng rất là được tiền, đây 15.000 một con. Phía dưới là bực sâu. Anh em lặn như thế này cũng giống như là lặn các cụm và cô chú anh chị. Đi hết các cụm này sau đó đi tới các cụm khác. Nó sẽ xoay tròn, đi hết cái gò này thì anh em kéo lên. Sau đó tiếp tục tăng tiếp theo. Khi nào đủ giờ thì anh em sẽ lên thay ke. Một con cái thầu lậu to này. Wow, con cái băng cấp sộp. Cái này thì cái đầu nó to nên cũng dễ xuyên trúng cái điểm yếu. Nó mạnh lắm nha. Cái này ăn cũng ngon, tầm khoảng 30 đến 45.000 một ký. Thường những con kém khu vực rừng xe này á, thì anh em muối hơi lâu vì đi cái tháng mới về. Nên những con khi vừa ra thì anh em không có mua, tầm khoảng 15 đến 20 ngày thì anh em mới mua về ăn. Một con cái mú này. Wow, con cái mú vàng nha. Con này to lắm cô chú anh chị. Đây nó bị đoạn ánh đèn rồi. Khi mà đoạn ánh đèn này khoan hải xiên, chờ cho nó chạy tới cái điểm tựa mới xiên nha. Không có cái điểm tựa thì khó lắm. Rồi, vừa mới nói này. Nhưng con này có lẽ nó cũng yếu rồi. Wow, con này cũng rất là to. Gặp những con cái mú vàng đa số là những con trên 1 kg, có con 3 đến 4 kg một con. Một con cái mó đẹp trai. Con này nó nằm im thì dễ xiên. Wow, nhưng mà xiên không được rồi mọi người. Có lẽ nó còn lần cái hàng đá này nhưng mà bụi rất là nhiều. Lần hồ thì giống tựa như bùn nha, chứ không phải là cát mà là bùn. Thì những con cái sậy á, nó sẽ quậy bụi lên. Ở đây nó chạy ra phía ngoài như thế này. Khu vực này nhiều cá thì anh em xiên đỡ lạnh hơn. Có ké thì anh em khóa lắm cô chú anh chị. Toàn là những con ké to. Hình như có một con ké phía dưới này. À đúng rồi, một con cái mú. Có lẽ con cái mú đó hơi nhỏ một tí. Thêm con ké mó đẹp trai.
Đoạn này thì xiên cũng sảy rồi, nhưng có vẻ nó không có chạy đi xe. Wow, vừa mới thấy nó thì nó chạy một cái chót lại xe luôn. Nhưng vẫn còn thấy nha. Có lẽ số được thì nó chạy xe thì cũng được, có con không có được thì dù thế nào thì xiên cũng không có được đâu mọi người. Những con về tới số chạy xe cỡ nào thì lết cũng gặp được thôi cô chú anh chị. Cũng dược gần tới rồi, chưa có quả xiên nha. Tại điểm tựa như thế này thì dễ xiên lắm. Những con ké như thế này á, cái vảy nó rất đẹp lên. Nhiều khi xiên về một cái trúng vảy thì nó sẽ lợt đi. Con này xiên một phát thì nó yếu luôn nè. Một con cái mú vàng rất là to. Đa số anh em sẽ nhắm chính xác cái đầu của nó. Xiên như thế này cho dù nó sổ thì nó cũng yếu thôi. Xiên được xong thì anh em chờ nó yếu, về xăm một cái cho nó yếu luôn. Cái mú vàng này ăn được thì nó chéo nha, chéo cái mú thì ăn khỏi chê. Đây dưới này có một con cái món thầu lậu này. Lặn biển thì anh em sẽ quay nhiều đêm, góp lại thành một clip dài. Thì mấy anh em tập quay nên sẽ quay những hải sản to về có giá trị hơn. Nên cô chú anh chị xem thông cảm cho. Thêm con cái mó thầu lậu thứ hai. Một con hải sâm ga này. Thêm con tôm hùm chỗ này. Nãy giờ thì mới phát hiện ra một con tôm hùm, có lẽ cũng 2 bè tăng rồi cô chú anh chị. Để mày có một hải sản nhiều á thì anh em phải quay như thế này, có khi nhiều đêm góp làm một các clip dài. Một con hải sâm ga nữa nè. Lặn biển thì mỗi anh em sẽ có một cách bắt và một cách kiếm hải sản khác nhau, hoặc là xiên khác nhau nha, không phải ai cũng như nhau. Nếu ai cũng như nhau thì hải sản rất là nhiều. Người thì bắt nhiều, người thì bắt ít, nhưng mà một đêm trung bình mấy anh em sẽ kiếm những hải sản khác bù lại thôi. Có tăng thì anh em gặp nhiều, có tăng thì anh em không có gặp nhiều. Nhưng may mắn thì được một con cái mọc quỷ đắt giá. Cũng chung chung vô đó nha cô chú anh chị. Wow, con cái mú này mà xiên cũng không trúng nè. Nhiều khi tương dễ nhưng mà xiên bị sảy nha. Xiên ké thì sảy là thường xiên.
Nhiều khi những con giót đầy to, tưởng chừng giót đầy dễ nha, nhưng siêu một phát thì lại không có lúng. Một con két trắng phía dưới này nè, phải phe thẳng về con mắt của nó cho nó không có chạy đi xe. Két trắng này đa số anh em sẽ phe lê dê hoặc là ăn tá chanh. Chứ này là một con ké xanh kỳ. Một con cái nắp nhím. Cái nắp nhím này được tiền, anh em sẽ xiên lên, lột dây phơi khô. Cái nẹt thì khoảng 7-80 nghìn một ký, tùy theo mùa. Có một con cá núp dưới bên cán này, nó ngủ rất là kỹ nha. Những con cá mó nó ngủ kỹ lắm. Anh em sẽ siêu những con cá to lên 1 ký hoặc là lên nửa ký. Cái này gọi là cá thầu lậu nè. Phía trước này cũng có một con. Cái này gọi là cá đẹp trai. Đi xuyên bắt hải sản này thì những con cá, những con gì thì anh em cũng quen các tên rồi. Cá trắng nha. Những con cá như thế này thì anh em sẽ bán chung theo. Lên đúng nửa ký thì anh em sẽ bán xô như thế này hết luôn. Thêm con cái trắng thứ hai này. Đây cô chú chị thấy không? Tưởng chừng là dễ siêu. Có lẽ con này cũng được thôi nè, nó không có chạy đi xe. Cá số nó được á thì xuyên xe cũng được, nhưng mà cá số nó chạy á thì cho dù thế nào dược như thế nào cũng không có được nha. Còn cái này tưởng chừng cá số không có được, nhưng mà nó chạy đi thì nó cua lại luôn này cô chú anh chị. Có hai loại cái trắng, cái này gọi là cái trắng miner này. Trắng này thì nó hơi đậm một tí, nó hơi có một màu miner một tí. Còn cái trắng vừa rồi á, nó không có màu miner như thế này. Cái trắng vừa rồi thì không có nhiều con to, tầm khoảng 1 ký nó lại to nha. Còn cái trắng miner này thì có con hơn 2 ký. Cái trắng miner này đa số nó sẽ ở ngoài bực sâu nhiều hơn. Cũng tới giờ lên rồi cô chú anh chị.
rồi lên xem thành quả như thế nào.